hơn 1 triệu thuê bao di động bị khóa đêm qua. Trong 1,67 triệu thuê bao bị khóa liên lạc một chiều, khoảng 1,2 triệu thuê bao vẫn chưa chuẩn hóa thông tin và bị khóa cả hai chiều nghe gọi. Hàng dài chờ đợi và ủng ứ đến vài chục khách là tình trạng xảy ra ở các chi nhánh của các nhà mạng lớn cách đây 2 tuần, khi mà các thuê bao chưa khớp thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bị khóa liên lạc chiều gọi đi. Vài ngày gần đây, số khách đến chuẩn hóa chỉ lác đác, không thể so được với đợt 1 tháng 4. Một nhân viên tại chi nhánh của Viettel trên đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, 1 tháng 4 là thời điểm 1,67 triệu thuê bao chưa khớp thông tin với lại cơ sở dữ liệu quốc gia bị khóa liên lạc một chiều gọi đi. Đến 14 tháng 4, 448.000 thuê bao đã chuẩn hóa, ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông nói. Sau khi cập nhật thông tin, thuê bao được tự động mở lại. Nếu không cập nhật, sau ngày 15 tháng 4, thuê bao bị khóa cả hai chiều nghe và gọi. Theo số liệu các ngày trước đó, mỗi ngày có khoảng 25.000 thuê bao được thực hiện chuẩn hóa. Và như vậy, đến hết 15 tháng 4 có khoảng 1,2 triệu thuê bao vẫn chưa chuẩn hóa thông tin và bị các nhà mạng khóa liên lạc hai chiều. Sau khi SIM bị khóa hai chiều, nếu muốn mở khóa, người dùng buộc phải đến cửa hàng nhà mạng để cập nhật thông tin. Tuy nhiên, một nguồn tin tại một trong ba nhà mạng chiếm thị phần lớn nhất tại Việt Nam cho biết, phần lớn trong số này là hàng tồn trong kho thuê bao đăng ký sẵn của các đại lý, tiếp đến là SIM không sử dụng, người dùng chỉ chiếm phần nhỏ nhất. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.